Vâng, đây là cái máy à khoan, quên mất, đây là cái quần của bố Giang nhà cháu. Vâng các bác, cháu tên là Vũ Hoàng Minh, con của bố Giang điều hòa. Nay cháu quảng cáo cái máy này, ai mua thì mua mà không mua thì thôi, quả chạy rất tốt. Giá chỉ 100 triệu đồng. Ai thích mua thì mua, không mua thì thôi. Đề nghị các bác đặt hàng sớm sẽ được giảm giá tiền ship. Tạm biệt các bác. Các bác vừa xem mấy thằng cu con nhà em nó vừa nó bảo là nó quảng cáo cái quạt cho bố. Cái quạt này các bác xem đây nó là quạt của toàn bộ gang sắt các bác nhé. Đây, toàn bộ đế gang sắt chạy rất là tít, cánh 30 phân. Đế toàn bộ là bằng gang sắt rất là nặng, chạy rất là lì. Chiếc quạt này em bán là 3,8 triệu, đã đổi sang đã đấu cái đổi nguồn bên trong đế rồi, sang điện 220V là các bác cắm luôn trực tiếp đây, cắm luôn trực tiếp điện 220V nhé. Tình trạng quạt còn khá là đẹp nguyên bản luôn, không có mốc má sơn si gì cả, đẹp của hãng Toshiba, cái nước mạ của Nhật thì bao nhiêu năm rồi vẫn cứ sáng bóng đây. Cổ vẫn nguyên ạ, lồng vẫn nguyên si, không có sơn si lại cái gì cả. Đấy, chiếc quạt này rất là đẹp. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác liên hệ nhé, giá là 3,8 triệu ạ.